Cửa hàng Auto Minh Nguyễn xin kính chào quý khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2022. Bên em hôm nay tiếp tục cập bến cho các bác một dòng đẩy 4 kênh hàng thương hiệu của Anh Quốc. Và một dòng đẩy này thì thật sự các bác là hàng cực đỉnh rồi. Nói chung là thuộc vào gọi là top VIP nhất của dòng đẩy 4 kênh. Đấy. Con này thì bên em đã kiểm tra và đã so sánh thì thật sự các bác là tiếng con này hay hơn cả những cái dòng Crown 5200 nhé các bác nhé. Tiếng rất là chi tiết và sạch sẽ. Về dòng đẩy nguồn xung 1300W, mã của nó là KE1300A. Dòng này thì nó sẽ có hai đời nha các bác nhé. Một đời là mặt như này và nó sẽ có cái màn hình cảm ứng ở giữa. Đấy, màn hình cảm ứng ở giữa. Đấy, và cái dòng màn hình cảm ứng ở giữa, nói thật các bác là em không dám nhập. Đấy, vì là cũng có một vài anh em đã cũng gọi là thắc mắc và cũng hỏi qua em. Đấy, vì là cái màn hình còn cảm ứng này là dùng nó mà bị lỗi thì thật sự các bác là có sửa được không. Thì nói thật các bác là màn hình cảm ứng mà bị lỗi là không sửa được, và thay cũng không có đồ để thay. Đấy, nên là em rất là sợ, em không dám nhập cái dòng của màn hình cảm ứng. Đấy, màn hình cảm ứng này thì nó sẽ chỉnh được là bát cả check ở trên luôn luôn con đẩy. Đấy, nhưng mà màn hình cảm ứng thì thật sự các bác là nó mà lỗi thì thật sự các bác nào, hoặc là nó va chạm vào khi vận chuyển, nó va chạm nó chỉ cần đè vào cái màn hình như phát là thôi hỏng luôn cả cái màn hình. Đấy, và coi như con đẩy gọi là vô tác dụng luôn. Đấy, rất là nguy hiểm. Dòng cơ như này các bác có thể gãy chiết áp thì các bác có thể thay được. Đấy, nhưng mà riêng về dòng màn hình chỉ cần hỏng cái màn hình thôi là coi như hỏng luôn. Đấy, rất là khó chịu, nó không thể chỉnh được vì nó chỉnh toàn bằng cảm ứng hết. Đấy, rất là khó. Đấy, rất là khó sửa nên là em cũng không dám nhập về cái dòng đấy. Và nói chung là dòng đấy cũng có một vài anh em nhập, nhưng mà không biết là cho những anh em sự kiện hoặc các bác chơi gia đình nó hỏng, nó bị lỗi chưa, thì cái đấy thì em cũng chưa biết. Nhưng mà cũng có một hai anh em và cũng rất là nhiều các bác thợ nói về cái dòng màn hình cảm ứng nên là kinh, sợ không dám nhập. Đấy, nên hôm nay em cũng nhập được hai con cơ, nhưng về cái chất lượng linh kiện và cái phần công suất, cái bo công suất của nó sẽ như là cái con màn hình cảm ứng kia, nó không khác với nhau cả, nó chỉ khác mỗi là một con điều khiển bằng cơ và một con là màn hình bằng cảm ứng bấm bằng nhiệt thôi, nhiệt ở đầu ngón tay ra thôi. Đấy. Và khi các bác nào mà tay mà làm sự kiện ra tay mà có nước thì các bác ấn nó cũng không ăn đâu. Đấy, là phải tay nó phải khô. Đấy, nó phải có cái nhiệt thì các bác ấn được vào. Còn đeo găng tay cũng không bấm được, mà tay có nước cũng không bấm được. Đấy, như là màn hình điện thoại của mình đấy. Đấy, nên là những cái đấy thì nó rất là bất tiện cho các bác mà khi các bác nào mà làm sự kiện. Đấy, muốn to nhỏ là rất là khó. Đấy, là phải tay lúc nào phải sạch, phải đút túi quần thì mới ấn được. Còn riêng cái này thì các bác kiểu gì các bác cũng chơi được. Đấy, vì nó là dòng cơ thì các bác quá là quen thuộc và nó rất là thông dụng. Và mạch con này thì đi về cái độ mạch con này thì để về chất lượng mạch thì thật sự các bác là em dám khẳng định luôn, con này chất lượng mạch của nó cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, sử dụng toàn linh kiện là linh kiện cao cấp thôi nha các bác nha. Đấy, toàn linh kiện cao cấp. Đấy, và linh kiện con này nó rất là dày luôn, nó gọi là dày dít, nó không có cảm giác, không có chỗ nào hở đấy nha các bác nha, không có chỗ nào hở cả. Đấy, nó đẹp, gọi là xuất sắc như thế này mà. Đấy, nó đẹp. Và tụ con này phẳng lì nha các bác nha. Quạt con này là quạt cảm ứng nha các bác nha, cảm ứng nhiệt. Đấy, khi nóng thì quạt nó mới quay. Con này nó sẽ chạy hai quạt ở bo công suất và một quạt ở cái bo nguồn. Đấy, cái này thì nó sẽ là cái bo tản nhiệt, nó sẽ thổi cho bo tản nhiệt, khi nguồn chạy qua những cái này nó nóng, nó sẽ thổi lúc nào cũng mát luôn. Và con này thì thật sự các bác nào mà chơi trong phòng ấy và thích kiểu như là nhạc bolero hoặc nhạc nhẹ ấy, thì các bác chơi cực kỳ là hiệu quả và rất là sướng. Ở cái là nó tiếng quạt nó không như là đẩy crown, nhưng mà chất âm của nó lại hay hơn đẩy crown nha các bác nhá, hay hơn. Đấy, chi tiết hơn. Đấy, nên là các bác chơi ở trong gia đình cũng rất là hợp lý. Cái này nó chỉ chạy mỗi cái quạt ở giữa thôi nha các bác nhá, chạy mỗi cái quạt giữa thôi. Đấy, à, cái quạt bây giờ nó
À, quạt thì em đánh một lúc nó cũng quay này. Đấy, quay nhưng mà quay êm lắm. Các bác nghe không có một cái tiếng gì cả. Quạt quay rất là êm luôn. Đấy, quạt nó quay rồi ấy, nhưng mà êm ru luôn. Đấy. Và ở đằng sau thì nó cũng rất là nhiều chế độ đánh cho các bác nhá. Chế độ site này, ban này. Đấy. Rất là nhiều chế độ đánh. Đấy. Nên là con này các bác chơi thì chơi sự kiện nó cũng rất là hay, nó có các cái đường đinh nữa. Có hai rắc đường đinh sang đẩy khác, đinh tín hiệu. Hai đường tín hiệu. Đấy. Đấy. Vào hai kênh bên vế, hai đường bên này thì vài kênh bên này. Đấy, riêng biệt luôn. Đấy. Đấy, sau đây thì em cũng sẽ thử cho các bác về cái tiếng nhạc của các bác nghe. Cái này là cái vết bên này là cái vết băng dính cho các bác nhá. Băng dính ở bên kia người ta dán một cái vết băng dính xong người ta ghi. Người ta ghi cái kiểu như là số ở trên này đấy. Đấy thì cái này là em bóc băng dính nó có cái màu nó hơi sáng. Cái màu là cái màu cũ, còn màu này là màu kiểu như là cũ theo thời gian đấy. Đấy thì nó hai cái màu đấy khác nhau. Đây. Ở bên này em bóc cái đấy là nó vẫn còn bị bẩn bẩn, nó vẫn còn keo này, chưa bóc hết này. Các bác nhìn này. Đấy, chưa bóc hết cái keo. Đấy, vì là ở bên trên là nó sẽ dán một cái băng dính ở bên đấy, không biết là cái băng dính kiểu gì, nó chắc kinh khủng luôn đấy, có nghĩa là phải kỳ, phải cọ mãi nó mới ra được đấy nhá, coi nhá. Đấy nên là cái màu trên này là cái màu này, màu là cái màu gốc, nó sẽ sáng hơn là cái màu khi để ở ngoài một thời gian này, nó sẽ chuyển sang cái màu này. Đấy, đây màu này đấy. Cái màu này là một cái màu sáng gốc này đấy. Đấy thì với những chiếc cục đẩy hàng xịn sò và đẳng cấp như thế này thì bên em cũng xin báo giá luôn để cho các bác được tham khảo. Giá bên em hay là bán là ra là 20 triệu giá bao ship và bảo hành cho các bác 1 năm. Cái dòng mạch này thì nói thật với các bác là máy của nó rất là bền, nên là cái độ bền cao, nên là bên em mới có cái chương trình và cái chế độ bảo hành dài hạn cho các bác như vậy. Chào các bác nhá. Nên là anh em chơi những cái dòng đẩy như này, anh em cũng rất là yên tâm về cái vấn đề mà lỗi các bác nhá. Riêng cái loại này thì cứ bảo hành cho các bác 1 năm. Bình thường những cái dòng đẩy bãi khác em chỉ dám bảo hành cho các bác từ 3 đến 4 tháng hoặc là 5 tháng là nhiều thôi, chứ còn chưa bao giờ dám bảo hành đến 6 7 tháng cả. Nhưng mà về dòng này thì máy của nó cực kỳ là lành. Đấy, cực kỳ là lành. Đấy, và những cái dòng máy này thì bên em nói thật với lại các bác là những cái dòng mạch này là bên em đã nghiên cứu rồi. Đấy, cực kỳ là ok và chạy rất là lành và sửa cũng rất là dễ các bác nhá. Và con này thì đa phần nó là đều là chạy sò NG nha các bác nhá, chạy sò NG. Đấy, chạy sò trường NG và chạy cả MOSFET nữa nha các bác nhá. Đấy, vừa sò NG và vừa sò MOSFET, nên là cái chất âm của nó mới hay, nó mới tiếng, nó mới sáng, nó mới thật như vậy. Những cái dòng này thì các bác đánh những cái đôi loa mà tiếng tối hoặc là tiếng nó ngu một tí, các bác chạy qua những con đẩy này thì em dám khẳng định cho các bác là ra được hết các giải luôn. Đấy. Đấy, những cái giải nào mà mịt mù không ra được, cặp con này nó đánh cho ra hết giải luôn. Đấy, giải con này rất là rộng. Nhá các bác nhá, giải rất là rộng.
Đấy, và nó rất là chi tiết. Đấy, có nhiều những con đẩy không thể hiện được những cái giải mà ở những cái đạo đạo cụ kèm theo, như là một trong bài nhạc nó có rất là nhiều đạo cụ. Đấy, thì những cái con đẩy nó không thể hiện được rõ những cái tiếng nhạc ra. Nhưng mà riêng con này thì các bác có thể nghe nó, tiếng nhạc nó sẽ ra rất là rõ luôn. Đấy. Đấy nên là thì mấy con đẩy mà thương hiệu của Anh Quốc như này thì thật sự các bác là nó cũng cũng xứng đáng với cái đồng tiền là các bác bỏ ra thôi. Đấy. Và nó không như là những cái dòng đây, bình thường như những cái dòng HQ15 đây. HQ15 nó là một dòng đẩy mới nhá các bác nhá. Mạch con HI thôi, nhưng mà em so sánh rồi, chất âm thì thật sự các bác là thu xa con này luôn, một trời một vực. Nhưng mà riêng con đấy thì nó đã rơi về tầm độ 15 đến 15 triệu rưỡi rồi. Đấy, thật sự các bác là không có tuổi gì mà để so sánh ăn với lại cái con đẩy bãi và mạch cần ATD như này nhé các bác nhá. Con này thì nó cũng rất là ít, nó không có nhiều ở trên thị trường, vì anh em được trải nghiệm những cái con này cũng rất là khó, vì cái mức giá tiền mới con này cũng rất là cao luôn. Những con mới như này thì nó phải rơi về tầm độ 40-50 triệu một con cơ nhé các bác nhá. Đấy nên nó rất là đắt luôn. Đấy nên là để mà mua sở hữu được những con này thì rất là khó. Nên là các bác nói chung là chỉ dùng những cái hàng bãi thôi. Đấy. Thì thứ nhất là vừa được trải người khác trải nghiệm qua rồi và được nhiều anh em đánh giá rồi thì chơi nó yên tâm. Đấy, ví dụ như con này thì em cũng tham khảo rất là nhiều chỗ. Đấy. Rất là nhiều những đơn vị công ty hãng lớn ấy, người ta có những con này rồi. Đấy, và người ta biết được cái độ bền, cái độ chất âm như nào rồi thì em mới dám gọi là bỏ tiền ra và em dám nhập về để gọi là bán, để gọi là phục vụ cho các bác. Đấy. Đấy thì giá em cũng báo sẵn rồi, giá là 20 triệu. Bảo hành cho các bác 1 năm. Đấy, giá đấy thì có kèm bao ship cho các bác. Đấy, khi các bác nào ở xa thì các bác có nhu cầu mà muốn tìm hiểu thêm hoặc là cần quay chi tiết thì gửi qua Zalo, các bác ép cái số điện thoại này của em vào 0985778338 và 0937343356. Bác nào ở gần thì qua trực tiếp cửa hàng số 89 đường Hoàng Mỹ, một quyền Hải Phòng. Đấy thì các bác theo dõi video thì nhớ để lại cho em một vài zona, nhớ đăng ký để tiện theo dõi những video những mặt hàng mới nhất ở bên Lan Cập hàng ngày cho các bác. Sau đây thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.